Ok, hello và xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình chọn gọi là cùng nhau uh, Gọi là thực hành về cách các của tăng dao bỏ rơi bạn nhá Ok, bọn này Được rồi, được rồi, bọn này nào Hôm nay thì mình sẽ gọi là Đây, chúng ta sẽ có 3 điểm mua này Đây sẽ có, đây, sẽ có HP Điểm mua nhất đây, có giá lại đạp xuống và chạm vào đây, có hỗ trợ này Sẽ mua tại đây Đây sẽ điểm mua thứ nhất Đấy Sau đó là nó lên lên này Ờ cái này nó thôi mình lấy cái này cho nó ấy bọn này chứ gần kia thấp quá đấy. đây này phá vỡ này đây sẽ để mua thứ hai của nhá điểm hai đấy bạn thấy chưa đây sẽ để mua thứ hai còn điểm mua thứ ba giá lên cao như này rồi chúng ta sẽ chờ giá hồi xuống này chạm được rồi chạm vào một đường mà 21 này có bốn đến đoạn chiều và chúng mua chỉ mua lần tiền chạm đầu tiên đấy quận nhá đây sẽ để mua thứ ba đấy thì nói chung là nó sẽ xếp thứ tự duy là điểm thứ nhất là an toàn nhất điểm thứ hai là an toàn nhì và điểm thứ ba là kéo an toàn nhất đấy tiếp theo sẽ là con công banh uh, đi đây con này con này cũng thấy giá chạp xuống này mặc dù nhưng mà có bộ đến đạo chiều đây này mình sẽ bắt tại cây này đây sẽ để mua thứ nhất này giá đi lên này phá vỡ này phá vỡ này nó sẽ mua tại đây trong điều này nó đạp xuống nó làm một cây đạp xuống nó gọi là không phá nhưng mà gọi là test thực bạn ơi đấy đây sẽ để mua thứ hai chúng ta ở đây giá lên cao này trời xuống này chạm vào đường mã 21 này và cộng lên đạo chiều đây sẽ để mua thứ ba của nhé như vậy hôm nay mình gọi là cùng nhau thực hành về cách khắc phục tăng dao bỏ rơi nếu bạn hay dùng một like xin ký nhà thôi tạm biệt tất cả các bạn bye bye